48 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ. Trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông làm 48 người chết, 51 người bị thương, giảm so với 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4. Chiều ngày 4 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, so với đợt nghỉ lễ 4 ngày dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, số vụ tai nạn giảm 24%, số người chết giảm 12% và người bị thương giảm 39%. Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 41.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 60 tỷ đồng, tạm giữ hơn 940 ô tô, 12.700 mô tô, tước gần 6.300 giấy phép lái xe các loại. Nồng độ cồn là lỗi vi phạm chủ yếu với gần 9.000 trường hợp, phạt tiền 40 tỷ đồng. Trong đó gần 3.000 trường hợp có nồng độ cồn cao nhất trong khung xử phạt, quá 0,4mg trên lít khí thở và gần 150 người chống đối không kiểm tra cồn. Nhà chức trách ghi nhận gần 800.000 trường hợp vi phạm luật giao thông trên các tuyến đường cao tốc, phạt tiền 10 tỷ đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu là quá tốc độ từ 5 đến 10 km/h với hơn 4.300 trường hợp. Hơn 2.000 xe cơi nới thành thùng, quá tải đã bị xử lý, số tiền phạt hơn 100 tỷ đồng, trong đó gần 1.100 trường hợp quá khổ giới hạn, hơn 400 xe tự ý cải tạo. Trên đường thủy nội địa, cảnh sát giao thông đã xử phạt hơn 510 trường hợp, phạt tiền hơn 600 triệu đồng. Trong đó vi phạm nhiều nhất là lỗi chở quá vạch mớn nước an toàn với hơn 370 trường hợp. Ùn tắc xảy ra ở nhiều tuyến đường. Cục Cảnh sát Giao thông đánh giá, đây là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện tăng cao nhất từ sau dịch COVID-19. Từ 16 giờ ngày 31 tháng 8, số người từ Hà Nội về quê lớn khiến các tuyến đường như Giải Phóng, quốc lộ 1A đoạn qua Ngọc Hồi, Thanh Trì, cửa ngõ như Nhật Tân, Nội Bài và bến xe Giáp Bát, nước ngầm bị ùn ứ. Riêng vành đai 3 trên cao, lượng phương tiện tăng đột biến, tập trung tại các điểm giao Bixi, Nguyễn Xiển, Pháp Vân. Tới hơn 23 giờ ngày 31 tháng 8, tình hình giao thông mới trở lại bình thường, phương tiện di chuyển ổn định. Từ khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 đến trưa ngày 4 tháng 9, lưu lượng phương tiện trên một số tuyến cửa ngõ và nội đô có xu hướng gia tăng trở lại do người dân di chuyển từ các địa phương về Hà Nội. Vành đai 3 trên cao, nút giao Pháp Vân, Ngọc Hồi thường xuyên xuất hiện ùn ứ. Đến 18 giờ ngày 3 tháng 9, khi xuất hiện lỗi thẻ thu phí không dừng, cảnh sát đã yêu cầu xả trạm nút Thường Tín để đảm bảo lưu thông. Hiện nút giao tại km 220 Liêm Tuyền trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội xảy ra tai nạn, cảnh sát tạm thời cấm phương tiện đi vào. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp danh, tình trạng ùn tắc cũng xuất hiện trên các tuyến đường từ chiều 31 tháng 8 đến trưa ngày 1 tháng 9. Đặc biệt là cửa ngõ ra vào thành phố như hướng đi miền Đông hay quốc lộ 1 đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long. Chiều ngày 3 tháng 8, tuyến quốc lộ 60 khu vực cầu Rạch Miễu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm từ 15 đến 17 giờ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông, trong đó trạm thu phí Rạch Miễu xả trạm 2 lần. Trung Hàn cạnh tranh, Mỹ hưởng lợi. Washington có cơ hội lôi kéo Seoul tham gia chuỗi cung ứng riêng đang hình thành trong bối cảnh cạnh tranh về kinh tế và công nghệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc nóng lên. Quan hệ kinh tế thời kỳ hiện đại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc bắt đầu vào năm 1992, sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình có chuyến thăm tới khu vực miền Nam nhằm thúc đẩy chương trình cải cách và mở cửa đất nước.